Lionel Messi ở PSG, câu chuyện về một cuốn tiểu thuyết còn dang dở. Lionel Messi sẽ thi đấu trận cuối cho PSG vào thứ Bảy này. Chuyện tình giữa La Pulga và đội bóng thành Paris mở màn như mơ nhưng rồi cuối cùng lại kết thúc trong dang dở. Màn ra mắt như mơ. Để bắt đầu câu chuyện về Messi tại PSG, trước hết hãy quay trở lại ngày 10 tháng 8 năm 2021. La Pulga hạ cánh tại sân bay Le Bourget trước một đám đông đang phát sốt và vẫn còn choáng váng. Màn chào đón giống như dành cho một vị giáo hoàng, với hàng ngàn cổ động viên mặc áo phông có in chữ ICKS Paris, đây là Paris, ở mặt sau. Vị vua sống của bóng đá cặp bến Ligue 1, giấc mơ thành sự thật với các ông chủ Qatar và người hâm mộ của đội bóng thủ đô nước Pháp. Vào thời điểm đó, cầu thủ người Argentina đã tâm sự với người thân rằng anh rất ngạc nhiên khi được chào đón như vậy. Messi từng ngỡ mình sẽ chỉ khoác áo một câu lạc bộ duy nhất nhưng chỉ vài ngày trước đó đã phải rời Barca trong nước mắt. Gạt đi niềm đau với Barca, Messi hy vọng sẽ giành được những thành công mới cùng PSG. Nhưng mùa giải đầu tiên đã kết thúc trong khó chịu. Kẻ lạc loài tại PSG. Rời ngôi nhà yên bình tại Barcelona, Messi cùng gia đình đã phải sống trong khách sạn Royal Montsea trong 3 tháng đầu tiên ở Paris. Messi cũng không có mối quan hệ quá thân thiết với những đồng đội mới. Cuộc sống xã hội của anh chỉ gói gọn trong những bữa tối với bạn bè. Thường là ở nhà. Những người thường đến chơi là Angel Di Maria và Lindo Paredes, sau đó là Marco Verratti hay Sergio Ramos. Siêu sao người Argentina chỉ quanh quẩn với một nhóm cầu thủ mà anh hay chơi cùng. Messi cũng không cố gắng tạo ra ảnh hưởng trong phòng thay đồ. Dù là một siêu sao danh tiếng nhưng Messi khiến nhiều người ngạc nhiên khi vô cùng giản dị và bình lặng. Anh khiến cả phòng thay đồ ngạc nhiên bằng sự tùy ý. Không bao giờ yêu cầu hay nói to, thản nhiên trong góc của mình. Với các huấn luyện viên, anh cũng tỏ ra khá rụt rè từ Mauricio Pochettino cho tới Christo Ganti. Messi cũng khiến các nhân viên câu lạc bộ ngạc nhiên khi xin sẵn sàng làm những việc nhỏ nhặt nhất. Cuộc chia ly định mệnh. Nếu mùa giải đầu tiên của Messi gây thất vọng, 11 bàn, 14 kiến tạo, thì mùa thứ hai đã tốt hơn rất nhiều, 21 bàn, 20 kiến tạo. Tại PSG, anh đã hoàn thành một số mục tiêu nhất định, giành quả bóng vàng thứ bảy. Tìm kiếm một môi trường cạnh tranh để đến World Cup 2022 với phong độ tối ưu. Tất nhiên, câu chuyện với PSG có thể đã được viết khác nếu nó hoạt động hiệu quả hơn ở Champions League. Messi đã không có bàn thắng hay kiến tạo nào trong 4 trận vòng 1/8 mà anh góp mặt cùng PSG. Anh đã không thể đáp ứng được kỳ vọng dù đã có hy vọng rất lớn vào đầu năm 2023. Sau khi cùng đội tuyển Argentina giành chức vô địch World Cup, La Pulga nghĩ rằng anh sẽ có danh hiệu Champions League cùng với câu lạc bộ thành Paris. Nhưng rốt cuộc, họ lại phải dừng bước từ vòng 1/8. Những thất bại liên tiếp khiến Messi trở thành mục tiêu bị công kích của chính các cổ động viên nhà. Messi liên tục bị la ó ngay trên sân và thậm chí bị lăng mạ bởi những người hâm mộ vây quanh nhà của anh. Sau 2 năm gắn bó với PSG, Messi thất vọng rời thủ đô nước Pháp. Anh rất bất ngờ về cách điều hành câu lạc bộ của giới chủ. Nó không phải là tốt nhất như những gì họ nói với anh khi thuyết phục gia nhập PSG. Điểm nổi bật là hình phạt áp dụng cho chuyến đi của Messi đến Saudi Arabia. Vô cùng sốc trước quyết định của PSG. Messi cảm thấy anh bị lợi dụng để ban lãnh đạo răn đe các ngôi sao khác. Messi vẫn hành xử hết sức chuyên nghiệp khi đăng một video xin lỗi câu lạc bộ vì đã tới Saudi Arabia mà không xin phép. Nhưng từ thời điểm đó, tình cảm của anh với PSG đã hoàn toàn cạn kiệt. Quyết định đã được Messi đưa ra và một cuộc chia ly là không thể tránh khỏi.